Thực hiện lộ trình thay thế bếp dầu, bếp điện mới cho hệ thống bếp lò hơi cơ khí hết niên hạn sử dụng. Trong 2 năm qua, các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất đã tiến hành lắp đặt và hướng dẫn các đơn vị vận hành, khai thác, đảm bảo an toàn mọi mặt. Được giao nhiệm vụ lắp đặt bếp dầu K18, công ty cổ phần 22 Tổng cục Hậu cần đặc biệt chú ý đến việc chuyển giao kỹ thuật để khi trang bị, các đơn vị sẽ hạn chế tối đa chi phí bảo trì, bảo dưỡng, đồng thời khai thác tối đa công năng của hệ thống bếp. Trước khi bàn giao lắp đặt bếp dầu cho đơn vị, bộ phận kỹ thuật của xí nghiệp 24 công ty cổ phần 22 đã chạy thử nghiệm hệ thống để kiểm tra đồng bộ tất cả các thông số kỹ thuật. Quá trình lắp đặt vận hành, những vướng mắc về hệ thống điện nước tiếp dầu luôn được bộ phận kỹ thuật của công ty theo dõi, hướng dẫn chi tiết cho đơn vị. Chúng tôi cũng đã chỉ ra rõ những cái phương án và để huấn luyện và hướng dẫn cho đơn vị làm sao hiểu rõ được cái cấu tạo của hệ thống bếp dầu K18 và cái nguyên lý hoạt động của hệ thống bếp dầu. Đồng thời là truyền đạt toàn bộ những cái kiến thức cơ bản để đơn vị sử dụng nắm bắt được, có thể là chủ động để xử lý những cái tình huống trong quá trình mà sử dụng hệ thống bếp dầu. Tiểu đoàn 15 sư đoàn 3 được trang bị bếp dầu từ đầu năm 2020. Khi quân số ăn đúng theo công năng của bếp thì lượng nhiên liệu đảm bảo đúng, thậm chí thấp hơn chỉ tiêu chất đốt quy định. Tháng 10 vừa qua, công ty cổ phần 22 đã tiến hành kiểm tra, bám nắm việc vận hành, hướng dẫn bộ phận nuôi quân của đơn vị để xử lý những lỗi kỹ thuật thông thường, đồng thời chỉ rõ những lỗi do chủ quan của người sử dụng. Trường hợp hiện tượng mà bếp ta bắt đầu vận hành mà bật công tắc, bật điện mà bếp nó quay gió nó đẩy khoảng độ mất 2 phút thì bắt đầu mà lửa mới đánh lên. Tượng này là do cái que cực của mình, đây là cái hai que cực đánh lửa của mình. Yêu cầu kỹ thuật để làm sao mà những cái chỉ có một cái điều về cái những cái đường điện là chúng ta phải lưu ý về công tác mà an toàn về điện. Thế còn toàn bộ hệ thống bếp dầu này là hệ thống cũng đã được nghiên cứu để không có phải mang tính chất là kiểm định gây mất an toàn cho người lao động. Đây là hệ thống bếp mới được đánh giá cao về độ an toàn bởi nguyên lý đốt khép kín nhiên liệu dầu diesel để tạo ra nguồn nhiệt. Song, do ở một số bếp ăn, vị trí nuôi quân hàng năm có sự thay đổi nên việc chuyển giao lần đầu là vô cùng quan trọng. Bởi làm chủ hoàn toàn hệ thống sẽ giúp cho đơn vị bàn giao việc vận hành được thuận lợi và hiệu quả. Ngay từ khi đi lắp đặt thì chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho các cán bộ kỹ thuật và công nhân đi lắp đặt là hướng dẫn chi tiết cho người sử dụng. Và ngoài cái biển hướng dẫn và cái sổ tay chi tiết 28 trang chúng tôi in ra thì tất cả các công nhân đi lắp đặt là phải hướng dẫn cho người sử dụng thành thạo bắt đầu thì mới được bàn giao. Với phương châm chuyển giao thiết bị gắn chặt với chuyển giao kỹ thuật nên sau 2 năm, hơn 400 hệ thống bếp dầu được trang bị cho các đơn vị trong toàn quân đã và đang được khai thác hiệu quả, ổn định, an toàn. Cơ quan hậu cần các cấp cũng đã lồng ghép tập huấn vận hành hệ thống bếp mới này trong các đợt huấn luyện nghiệp vụ, kỹ thuật nấu ăn cho nhân viên, chiến sĩ nuôi quân.